2016 là năm với nhiều biến động từ kinh tế, chính trị, gây ra những tác động không nhỏ tới hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Mặc dù mức tăng trưởng không đạt như kỳ vọng và mục tiêu đề ra, thì các thành tích mà Kangaroo đạt được trong năm vừa qua vẫn rất đáng khích lệ. Kangaroo vẫn giữ vững được các giá trị và nền tảng thương hiệu qua các năm, khi lần thứ hai liên tiếp đạt danh hiệu sản phẩm tin dùng nhất Việt Nam theo khảo sát thị hiếu người tiêu dùng trên toàn quốc do VCCI triển khai, lọt top 100 thương hiệu nổi tiếng ASEAN, top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam. Từng bước hoàn thiện thiết lập hệ thống ổn định và bền vững từ Đại hội khách hàng Đông Nam Á, quy mô quốc tế chuyên nghiệp đến hệ thống đại lý điểm vàng, các hoạt động dành riêng cho khách hàng điểm vàng, tích lũy cơ hội trải nghiệm từ du thuyền 5 sao đến thiên đường hạ giới Manifest. Chính thức tấn công thị trường thiết bị vệ sinh với hệ sản phẩm xứ vệ sinh, đánh dấu sự hoàn thiện của ngành hàng. Chúng ta đã có thiết bị vệ sinh có thể kháng khuẩn và mục tiêu trong năm 2017 là xứ vệ sinh có thể diệt khuẩn. Đó sẽ là những mốc son mới trên con đường phát triển sản phẩm vì sức khỏe cộng đồng mà Kangaroo đang theo đuổi. Các chương trình dành cho người tiêu dùng được đầu tư mạnh nhất trên thị trường, tạo sức hút thực sự đối với người tiêu dùng. Cảm ơn RO, mua máy lọc nước, tặng đèn LED chống cận. Mua bình nước nóng, tặng đèn sưởi hai bóng. Xuân sang đón vàng với mức đầu tư lên đến 2017 lượng vàng cùng hàng ngàn giải thưởng và quà tặng. Kết nối và sẻ chia là cụm từ dành cho các hoạt động xã hội của Kangaroo trong năm 2016, không giới hạn trong các hoạt động từ thiện của Quỹ Áo Xanh. Các hoạt động chia sẻ cộng đồng như góp quà 20 tháng 10 dành tặng đồng bào miền Trung lũ lụt. Kết nối với Quỹ Tấm Lòng Vàng và trao tặng các quà tặng thiết thực cho cộng đồng, trường học. Hệ thống nước lọc miễn phí cho đồng bào miền Nam, bệnh viện hay chương trình nước sạch bảo vệ sức khỏe thầy cô đều xuất phát từ đạo lý uống nước nhớ nguồn từ muôn đời nay của người Việt. Tuy nhiên, thách thức vẫn còn đó, và có trở thành cơ hội hay không, những mục tiêu lớn, những bước tiến mới có đưa Kangaroo đến những đỉnh cao mới hay không, đòi hỏi sự quyết chí, đồng lòng của cả đội ngũ. Bởi xây dựng được đã khó, giữ được càng khó hơn. Chúng ta đã có đủ thời gian tích lũy, mài dìu để 2017 hoàn thiện mục tiêu phát triển bền vững. 1. Ứng dụng thành công 3 sáng chế độc quyền. 2. Nhà máy miền Nam đi vào hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước. 3. Hoàn thiện xây dựng hệ thống ổn định và thông suốt, từ đó tăng hiệu quả hoạt động của đại lý. 4. Thực hiện, không chỉ trích, không giải thích, hãy đưa ra giải pháp, nét văn hóa đặc thù của Kangaroo. Kangaroo là con vật duy nhất không thể nhảy lùi bởi cấu tạo cơ thể của nó. Và tại tập đoàn Kangaroo, tiến lên là con đường duy nhất. Mỗi cá nhân là một bộ phận cấu tạo nên cơ thể của tập đoàn. Hãy cùng nhau vận động để tiến về phía trước trong năm 2017. Kangaroo, cùng nhau phát triển.